Tác dụng của collagen đối với giai đoạn mãn kinh của phụ nữ. Mãn kinh là quá trình tất yếu đều sẽ xảy ra đối với tất cả chị em phụ nữ. Có thể nói, đây là giai đoạn chuyển tiếp đánh dấu những thay đổi lớn bên trong cơ thể và sức khỏe. Tùy cơ địa của từng người mà giai đoạn mãn kinh cũng trải qua nhẹ nhàng hoặc để lại nhiều ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe như rối loạn kinh nguyệt, bốc hỏa, da và tóc xấu đi, xương khớp và sức khỏe tim mạch suy giảm. Một trong những nguyên nhân gây nên những tình trạng trên là sự thiếu hụt trong sự sản sinh collagen khi tuổi tác tăng dần. Vì vậy, việc bổ sung collagen hàng ngày là điều rất quan trọng hỗ trợ cho cơ thể của phụ nữ trong giai đoạn mãn kinh, bao gồm hỗ trợ tăng cường sức khỏe của da và tóc. Một trong những biểu hiện của mãn kinh là da và tóc trở nên khô và dễ bong tróc do sự suy giảm của collagen. Collagen có thể giúp tăng cường độ đàn hồi của da và giảm tình trạng da khô. Hỗ trợ sức khỏe khớp, mãn kinh có thể dẫn đến suy giảm khớp và đau nhức khớp. Collagen là thành phần chính của các mô liên kết, bao gồm mô sụn, mô xương, do đó giúp tăng cường sức khỏe của khớp. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch, mãn kinh có thể dẫn đến sự suy giảm của sức khỏe tim mạch và collagen có thể giúp tăng cường sức khỏe của tim mạch bằng cách hỗ trợ sự đàn hồi của các mạch máu. Hỗ trợ sức khỏe xương, mãn kinh có thể dẫn đến loãng xương do suy giảm estrogen. Collagen là một thành phần chính của xương, giúp tăng cường độ bền của chúng. Nanagen Ginseng Berry Collagen Drink có chứa thành phần là collagen từ cá phân tử thấp, kết hợp cùng với trái của nhân sâm, ginseng berry và các hợp chất có lợi khác, giúp cho quá trình mãn kinh không còn là nỗi ám ảnh của các chị em phụ nữ. Với 2.300mg collagen cá peptide, giúp hấp thu vào cơ thể dễ dàng hơn, tăng cường sự dẻo dai và độ bền của xương khớp, giúp làm cho da săn chắc và hồng hào hơn. Chiết xuất trái nhân sâm giúp điều hòa khí huyết, giảm bốc hỏa. Đồng thời hợp chất Serene Carotenoid duy nhất có trong trái nhân sâm làm giảm tiến trình lão hóa diễn ra trong cơ thể. Vitamin C giúp collagen được hấp thu tốt hơn vào trong cơ thể. Vitamin B Complex giúp nuôi dưỡng làn da và giảm tình trạng sạm nám của da. Hãy inbox ngay cho Thùy Nhung Shop để được tư vấn kỹ hơn các chị em nhé.